sĩ Chế Kha là một trong những nam ca sĩ của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Anh không chỉ được biết đến là con trai của ông hoàng nhạc Xến Chế Linh mà còn được xem là một giọng ca đầy nội lực để có thể tiếp nối trên con đường nghệ thuật của cha mình. Trò chuyện với Chế Kha, người hâm mộ mới thấy được hết tính cách chân thật được toát lên từ những câu chuyện đời mà anh đã trải qua. Thương nhớ đông đầy trong lòng mất. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay. Ca sĩ Chế Kha sinh năm 1973 là con của ông hoàng nhạc Xến Chế Linh với người vợ thứ ba. Chưa đầy một tuổi, mẹ của Chế Kha đã qua đời nên anh đã được gửi lại ở bên nhà nội tại làng Chăm ở tỉnh Ninh Thuận để chăm sóc. Vì cha phải đi lưu diễn thường xuyên nên Chế Kha chả mấy khi được gặp mặt. Mãi đến năm 7 tuổi, anh mới biết là mình là con đẻ của danh ca Chế Linh. Và cũng chính từ đây Chế Kha rất tự tin và chịu khó tập luyện để tiếp bước nghề mà cha đã chọn, đó là nghiệp ca hát. Cũng như người anh cùng cha khác mẹ của mình Chế Phi, cậu em Chế Kha được khen là có giọng hát tốt, anh đã nhiễm tình yêu âm nhạc từ cha mình và chỉ toàn hát nhạc của ông. Anh cũng có ý thức về việc mình là con của một ca sĩ nổi tiếng. Biết cha mình là ca sĩ Chế Linh chẳng được bao lâu, cậu bé Chế Kha ngày nào đã phải ngậm ngùi xa cha lần nữa. Đó là vào năm 1980, khi quyết định ra nước ngoài sinh sống, Chế Linh chỉ mang theo cậu con trai đầu 13 tuổi, còn để các cậu con trai nhỏ ở lại. Đến nay, khi được hỏi về quyết định khó khăn khi ấy, Chế Linh bảo, thời điểm đó ông chỉ có thể mang một cậu con trai đầu, Chế Phương. Vì dẫu sao Chế Phương cũng đã 13 tuổi, còn mấy đứa trẻ khác thì còn bé quá nên ông đành để con ở nhà. Và rồi mấy mươi năm xa cách trở về quê hương, Chế Linh gặp lại con và vỡ òa hạnh phúc khi thấy các con đều trưởng thành. Về phần Chế Kha, khi được hỏi có giận cha mình không thì anh chia sẻ, anh cảm thấy buồn khi phải xa cha, nhưng không thể trách cha được vì trong tình cảnh thời bấy giờ, Chế Kha mãn nguyện vì cha, dù không phải lúc nào cũng được ở bên, nhưng luôn theo dõi, sát cánh cùng mình. Trong lòng người con trai ấy, không hề có sự hờn trách Chế Linh vì thiếu vắng sự chăm sóc của cha khi còn thơ dại. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây. Tiếp tục chia sẻ về con đường theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình, Chế Kha kể, năm 1990, anh bắt đầu đi tham dự hội diễn văn nghệ quần chúng của tỉnh. Tới năm 1999 thì bắt đầu đi lưu diễn ở nhiều nơi cùng anh trai Chế Phong, Chế Phi. Anh cũng thường xuyên đi lưu diễn ở một số tỉnh, phục vụ gây quỹ từ thiện ủng hộ người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và những trẻ mồ côi. Mỗi lần đi lưu diễn lâu nhất là 4-5 tháng, sau đó Chế Kha lại trở về quê nội. Mặc dù bà nội đã qua đời từ năm 1985, nhưng ca sĩ Chế Kha chia sẻ, ở nơi đó anh vẫn còn họ hàng bà con hàng xóm. Họ sống rất tốt với anh nên anh không nỡ lòng nào xa họ. Chế Kha cho biết, cha anh nam danh ca Chế Linh luôn tạo điều kiện tốt cho anh, muốn bảo lãnh anh, đưa anh đi lưu diễn nước ngoài, nhưng anh từ chối cơ hội này. Từ chối lời mời của cha, Chế Kha tự lực cánh sinh, tự mình bươn chải và học tập. Năm 2006, anh bắt đầu bước chân vào Sài Gòn để lập nghiệp, được một người bạn khen hát tốt và đưa đi giới thiệu với các bầu sâu. Khi gặp được ông bầu nổi tiếng Duy Ngọc, Chế Kha đã hát cho ông nghe thử 3 ca khúc mà cha anh sáng tác dưới bút danh Tú Nhi. Anh đã được khen là có ngoại hình, giọng hát lẫn phong cách giống Chế Linh. Khi nghe Chế Kha thú nhận mình chính là con trai Chế Linh, bầu sâu này đã gọi điện sang Canada và tâm sự với Chế Linh rất lâu. Và cứ thế từ đó con đường lập nghiệp, học hỏi để trau dồi kiến thức âm nhạc của Chế Kha bắt đầu. Thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người nhiều. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần. Vì Chế Kha không được học qua trường lớp nào cả mà tự nghiên cứu nên anh đã phải mất khá nhiều thời gian.
Có khi hỏi cha, cha cũng đều hướng dẫn cho anh qua điện thoại. Mặc dù cả tuổi thơ thiếu vắng hình bóng cha, nhưng anh không bao giờ hờn trách. Chế Kha vui bởi ba vẫn luôn dõi theo, ủng hộ anh trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Năm 2009, Chế Kha bắt đầu ra đời vôn một đầu tay, lấy tên là Chế Kha. Trong album, Chế Kha đã chọn được bài hát gắn liền với tên tuổi của Chế Linh để thể hiện như một lần cuối. Túy Ca, Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau, Liên Khúc Con Đường Mang Tên Em, Đôi Ngã Chia Ly, Nối Lại Tình Xưa, Thành Phố Buồn v.v. Từ đó đến nay, anh chưa làm thêm đĩa riêng nào, mà chỉ chung đĩa với một số ca sĩ khác như với Tân Duy Khánh. Mặc dù đi lưu diễn và hát nhiều trước khán giả, nhưng Chế Kha chia sẻ tính cách của anh rất rụt rè trong giao tiếp. Nguyên nhân chắc là do môi trường sống. Chế Kha bắt đầu kể, từ nhỏ khi mới được mấy tháng tuổi, anh đã về sống với nội ở quê. Quê nội ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Vì xuất thân là dân tộc Chăm ở Ninh Thuận, nên anh ít được tiếp xúc với mọi người. Lâu giết thành quen, rất ngại tiếp xúc với người ngoài. Mặc dù trong thâm tâm anh lại rất muốn nói, muốn giải bày, nhưng lại không dám. Và anh cũng ngại đi xa quê. Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên Chế Kha đi xa nhà dài ngày là từ năm 2006 đến năm 2011. Thời gian đó, anh vào Sài Gòn để trau dồi kiến thức âm nhạc, học hỏi lớp đàn anh đàn chị về nghiệp ca hát. Bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm sâu, ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi. Về đi em một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi không thành công rực rỡ hay nổi đình nổi đám như cha, nhưng Chế Kha chia sẻ anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã đầy đủ hạnh phúc. Anh không mơ tham vọng thành người nổi tiếng vì anh sợ sự nổi tiếng làm thay đổi con người. Đời sống chẳng được bao lâu, anh cũng đã 45 tuổi, chỉ mong sống sao cho an nhàn, thư thái. Đó cũng chính là lý do năm lần bảy lượt nói với cha mình, con cảm thấy như vậy là đủ rồi. Và giờ đây ở quê, Chế Kha đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cùng vợ và bốn người con, ba trai, một gái.